cuốn, ngọ con cuốn. Sao người ta làm hay dữ vậy ta? Chú một cãi đây, chú một cãi. Cái gì á? Wow, hay thế nhờ. Chú Cụ Cà có biết làm này không? Đâu, để chú xem kỹ lại nào. Ui xời, cái này làm đơn giản mà, để chú làm cho. Dạ. Để xem tủ lạnh nhà mình có kẹo gì nào. Ampelibe. Kẹo dẻo. Mình sẽ thử cả hai kẹo này luôn. Rồi, bây giờ thì chú sẽ cho kẹo vào hai cái khay này nhá. Dạ. Bên này sẽ là kẹo dẻo này. Bên này sẽ là kẹo Ampelibe này. Rồi, bây giờ chúng ta đốt nến lên nhá. Dạ. Ok, ok. Bây giờ thì cho kẹo lên để cho nó chảy ra này. Rồi, không thể thiếu ống hút nha cún. Ồ, trước tiên mình sẽ thử với kẹo dẻo trước nha cún. Đó, kẹo nó tan chảy ra này này. Ồ, nhìn đã chưa? Bây giờ chú sẽ lấy cái ống hút này chấm vào này. Rồi, bây giờ chú thổi nhá. Ồ, lại nhá. Đây. Đây. Ồ, nó lên được một tí này. Đây, thử lại lần nữa nhá. Đây. Ồ, nó to lên được rồi này. Ồ, nhưng mà được có một xíu. Chú của cái ơi, chú của cái cho cuốn thử với. Đây, cuốn thử đi. Dạ. Để chú lấy đi nha. Dạ. Wow, cái to luôn này, rất là nhiều nha. Ồ, ra được rồi kìa. Ồ, cuốn giỏi đấy nha. Thổi được quả tí tí này. Thủng này hả? Yeah. Ờ, vậy thôi ha. Rồi, bây giờ mình chuyển qua thử cái kẹo khác nha. Đây. Ồ, kẹo Ampelibe nó cũng tan ra đây này. Dạ. Ồ, đen xì xì luôn. Đây, kẹo Ampelibe nó cũng tan ra đây này cút. Dạ. Bây giờ chú sẽ lấy một ít lên này. Rồi, chú thổi thử xem sao nhá. Dạ, xem coi nó có to không. Cái này hình như khó thổi hơn cả cái kẹo trước luôn á. Nó như mật ong luôn đấy cún. Như mật ong. Ồ, như vậy là mấy kẹo này không có thổi được rồi. Dạ. Chú thử nhiều lắm rồi mà không thổi được này cún. Hồi nãy chú nói là làm trên video được mà sao chú không làm được? Ờ, chắc tại cái kẹo này nó không đúng đó cún. Chán rồi, cún đi xem điện thoại tiếp đây. Trời ơi, con đang xem gì vậy? Con đang xem cái chú này nè. Mẹ ơi, mẹ cái chú này ăn gì vậy? Con cũng muốn ăn. Ờ, để mẹ xem nào. Cái này hả con? Dạ. Để mẹ xem nào. Úi chà, nhìn giống mặt nha đó nhờ. À, cái này là honey jelly á. Cái này mẹ biết làm nè, con ăn không? Mẹ làm cho. Dạ. Mẹ làm cho con nha. Dạ. Để làm mặt nha đường, ở đây Linh Nhi đã chuẩn bị 1 kg đường cát trắng này nha. Kế tiếp sẽ là 1 bình nước đun sôi. Sau khi nước sôi xong thì Linh Nhi sẽ chế vào đây tầm khoảng 800ml nước. Chúng ta sẽ dùng cái muỗng để khuấy cho nước đường này được tan ra hết luôn nha. Và sau khi nước đường tan chảy ra hết thì bây giờ chúng ta mới bắt đầu bật bếp lên nha. Và chúng ta sẽ bật bếp ở chế độ là lửa bình thường nhé. Sau đó sẽ vắt vào đây tầm khoảng 1 trái chanh tương đương với 70ml nước chanh. Và chúng ta sẽ nấu nước đường này trong vòng khoảng 1 tiếng đồng hồ. Đây là nước đường sau khi mà cô đặt lại nè, kẹo lại nè. Chúng ta có thể thấy là cái màu của nó rất là đẹp luôn ha. Để xem nước mạch da đường của chúng ta đã đạt được yêu cầu chưa, ở đây Linh Nhi đã chuẩn bị sẵn một cái chén nước đá lạnh. Bây giờ Linh Nhi sẽ múc một muỗng đường và chế vào đây nha. Nếu như mà nước đường cô đặt lại và hả đông cứng lại thì có nghĩa là mạch nha đường của chúng ta đã đạt được yêu cầu rồi đó. Đó, như các em thấy này đó, mạch nha đường nè, nó được cô đặt là như vậy nha, và rất là sạch sẽ giống slime á. Như vậy là đạt yêu cầu rồi nha. Đúng rồi, cho con hỏi cái kiểu mạch nha đường ăn ngon không? Sao cuốn? Ngọt không cuốn? Ngọt. Chú một cái ơi, mạch nha này bỏ vô chai rồi nè, bây giờ mẹ sẽ chút xuống như thế này nè.
A few moments later. Ôi, cô Thơi, kẹo được rồi nè, cô Thơi. Rồi, cô Thơi, cái kẹo nè, nó cứng quá, bây giờ mày sẽ bóp nó lên nha. Nó lên là cuốn. Mẹ cho con ăn thử coi. Để mẹ ăn thử cái trứng hả? Dạ. Rồi, mẹ ăn thử nha. Trước tiên thì chúng ta sẽ cho lạc vào rang nè. Bây giờ chúng ta sẽ đảo cho nó chín đều nhé. Quân ơi, cho anh mượn 6 ít kia lên đi con. Ủa hồi ta, đây nè ba. À. Ba lấy làm gì vậy? Tí nữa con sẽ biết. Dạ. Với 6 ít kia lên này thì mình sẽ rửa sạch nha các bạn. Và mình sẽ ấn nó xuống. Rồi tiếp theo mình sẽ rải hạt đậu lên đây. Rồi, bây giờ mình sẽ bóc sô-cô-la ra nha. Đây, mình sẽ trải đều lên trên này. Và bây giờ mình sẽ sử dụng máy sấy để làm cho nó tan chảy nha. Rồi, bây giờ chúng ta cùng cho nó vào tủ lạnh và chờ đợi thôi. Cô ơi, xem ba có gì nè. Wow. Đây là kẹo sô cô la hình kỳ lân đó nha. Đây, để ba lấy ra cho con xem nha. Đó. Đó đẹp không? Dạ đẹp. Con cầm ăn thử đi. Dạ. Đây đây con cầm như thế này nè. Rồi con ăn thử nha. Sao ngon không? Ngon. Đó, hồi nãy mẹ làm cho con honey jelly đúng không? Dạ. Bây giờ ba làm cho con một cái kẹo sô cô la kỳ lân này. Có thích cái nào hơn? Con thích cái này hơn. Ờ, để lần sau ba làm thêm cho con nha. Dạ. Trời ơi ngon không cuốn? Dạ. Ừ, con ăn chỗ cái hạt đậu kìa. Đó, chỗ mấy cái nút bấm là ba làm hạt đậu ở đó đó. Ngon không con? Mm.